Kính chào bà con và các bạn, rất vui khi gặp lại bà con và các bạn. Vâng, hôm nay Giang uống cái tóc này, Giang hướng dẫn cho bà con và các bạn ủ cái hấp dầu để loại bỏ kiềm và cân bằng pH ha. Thì cái tóc này Giang đã uống, Giang dập rồi nè, Giang uống trực tiếp. Cái uống trực tiếp thì Giang pha vô cái thuốc trực tiếp khoảng chừng 15% cho cái tóc này. Tóc này là cái tóc trung bình yếu. Giang pha 15%, tóc yếu thì các bạn cứ pha vô 20% ha. Pha cái hấp dầu vô trực tiếp, hấp dầu thì chút xíu nữa Giang sẽ lấy cho bà con mình xem nha. Thì cái hấp dầu này thì Giang tự pha chế rất là nhiều dưỡng chất. Cái hấp dầu này nó khử kiềm, cân bằng pH và bổ sung dưỡng chất cho cái tóc nha. Rồi sau khi uống ra bà con thấy rất là bóng ha. Bóng cực kỳ bóng luôn. Thì cái hấp dầu của Giang rất là siêu dưỡng chất, bà con cứ yên tâm mà xài ha. Rồi giờ Giang sẽ lấy một miếng hấp dầu để chuẩn bị xả cái tóc này. Rồi Giang ủ cái tóc này khoảng chừng 10 phút ha. Rồi bà con muốn làm đẹp á thì phải qua cái bước phục hồi tóc sau khi uống. Và cái tóc yếu thì bà con cũng nên pha vô để cho nó phục hồi. Những cái hấp dầu khác thì không làm được chuyện đó ha. Chỉ có hấp dầu của Giang tự pha chế, nó đầy đủ dưỡng chất và nó khử kiềm, loại bỏ kiềm, loại bỏ độc tố cho tóc ha. Rồi đây là cái hấp dầu của Giang đã pha chế rồi nha. Thành phần ở trong đây hoàn toàn là khác nha. Rồi rất là mịn màng, nhiều dưỡng chất. Rồi sau khi mà xả tóc thì chúng ta dùng tầm khoảng chừng 2 lần múc như thế này là chúng ta xả được một cái tóc rồi ha. Rồi chúng ta múc khoảng chừng cái cọ này, chúng ta lấy cỡ 2 lần cái cọ này, 2 lần cái cọ này là chúng ta xả được một cái tóc rồi ha. Rồi sau khi chúng ta gội đầu xong rồi thì chúng ta dắt bớt nước. Chúng ta dắt bớt nước đi rồi chúng ta thoa cái hỗn hợp này lên. Chúng ta thoa hỗn hợp này lên, chúng ta massage. Rồi chúng ta để có 10 phút nha. Đối với tóc uống lạnh cũng vậy, chúng ta cũng để 10 phút. Và nếu mà cái tóc duỗi thì chúng ta vẫn để 10 phút luôn vẫn được ha. Cứ ủ đi, ủ cho tóc nó phục hồi lại và nó mềm mượt, nó loại bỏ kiềm. Thì chúng ta uống là cái thuốc nó nồng độ kiềm nó rất là cao, từ chỗ đó là cái tóc ta dễ bị khô sơ, từ chỗ đó thì chúng ta cần phải loại bỏ kiềm. Thì kiềm thì nó có nhiều cách làm, có thể bạn lấy collagen, bạn pha với nước ấm, bạn khử kiềm cũng được. Hoặc là các bạn lấy vitamin thì các bạn pha với nước ấm, các bạn vẫn khử kiềm được. Nhưng đặc biệt là cái hấp dầu này các bạn chỉ bôi lên thôi, không cần mà nước ấm, nước gì hết. Chỉ là hấp dầu thì các bạn phải đưa vô máy hấp thôi. Còn này thì các bạn cứ đưa vô thoải mái. Rồi sau khi đưa vô tóc rồi các bạn thấy nó bóng tuyệt vời. Bóng tuyệt vời luôn. Nó mềm, nó bóng cực kỳ. Rồi chúng ta massage. Các bạn cứ yên tâm mà xài cái sản phẩm của hấp dầu của Giang. Có nhiều bạn đó mua hấp dầu mà hỏi Giang á, phải liệt kê ra những cái thứ mà Giang trộn vô cái hấp dầu đó. Các bạn nghĩ thì xem, nếu mà không đủ lòng tin mua sản phẩm của Giang á thì các bạn cứ xài những cái sản phẩm khác. Còn các bạn bắt mà Giang phải liệt kê hết những cái sản phẩm mà Giang trộn vô đó, chẳng khác nào Giang chỉ cho các bạn làm. Thì Giang cũng đã chia sẻ hồi trước đó 1-2 video rồi, thì các bạn cứ vô đó mà xem. Chẳng lẽ là cái gì Giang cũng phải chia sẻ tất cả hết cho các bạn. Đã đến lúc này là Giang đã bán sản phẩm rồi thì Giang không thể nào mà Giang chia sẻ hết cho các bạn được cái bí quyết mà trộn
Rồi trước đó thì Giang cũng đã chia sẻ một hai video, các bạn muốn biết thì vô đó tìm hiểu thêm. Rồi giờ Giang để đây đúng 10 phút thì Giang xả ha, còn thấy là cái tóc rất là mềm mượt nè, rất là bóng nè. Rồi Giang nói thêm cái hấp dầu này nó hạn chế được rụng tóc luôn nha, kích thích mọc tóc rồi hạn chế rụng tóc luôn. Hoàng Giang Tóc TV mến chào bà con và các bạn, rất vui khi gặp lại bà con và các bạn. Vâng, hôm nay Hoàng Giang Tóc TV sẽ gửi đến bà con và các bạn một video ngắn về hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất. Hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất có 4 điểm tối ưu: 1. Hấp nóng và hấp lạnh phục hồi tóc yếu, khô sơ, xù quéo, trẻ ngọn. 2. Pha vô giữa nhộm được. 3. Dùng thay dầu xả khi hoàn thành nước số 1 và nước số 2 uống giữa nhộm. 4. Loại bỏ kiềm và cân bằng pH. Đó là 4 điểm tối ưu của hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất nha. Hấp dầu này thì Giang tự nghiên cứu ra. Lý do Giang làm video này gửi đến anh chị em trong ngành tóc và những anh chị em ngoài ngành tóc. Trước đây Giang có làm 2 video hướng dẫn về cách pha chế hấp dầu tại nhà, thì có rất nhiều bà con ủng hộ và hỏi mua. Nhưng lúc đó Giang rất là bận nhiều công việc nên Giang không có thời gian mà để bán phục vụ cho bà con và các bạn. Nay Giang cũng có thời gian rảnh, sắp xếp được thời gian rảnh thì Giang sẽ làm để phục vụ cho bà con và các bạn. Bà con và các bạn nào có nhu cầu muốn mua hấp dầu của Giang về dùng thử thì hãy liên lạc với Giang qua số Zalo 0833 222 181. Giang sẽ hướng dẫn tư vấn cho các bạn pha vô uống giữa nhộp và phục hồi tóc yếu tận tình. Rồi Giang sẽ hướng dẫn tiếp về cho bà con và các bạn mua sử dụng tại nhà ha. Trước tiên Giang sẽ hướng dẫn về cách thay cho dầu xả ha. Thì bà con cứ gội đầu xong rồi thì bà con dùng một lượng nhỏ, tầm khoảng chừng 2 gói dầu xả, thì bà con thoa lên trên tóc và massage nhẹ tầm chừng 3 phút thì bà con xả lại là được. Kế tiếp Giang sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn hấp dầu tại nhà ha. Thì bà con và các bạn cứ gội đầu cho sạch, lau cho ráo khoảng chừng 60-70% nước ha. Rồi bà con dùng một lượng hấp dầu vừa đủ với cái tóc mình thoa lên cho đều. Rồi bà con kẹp tóc lên. Sau đó bà con nấu một miếng nước nóng pha ra cho ấm ấm. Rồi bà con để cái khăn bông vô. Rồi bà con dắt nước bỏ bớt. Sau đó mình chùm lên tóc mình. Và kế tiếp là bà con lấy cái bọc ni lông chùm tóc. Bà con chùm lên cho thật kín để 30 phút cho Giang. Rồi sau đó bà con tháo ra, bà con đi gội đầu lại bình thường ha. Tóc yếu thì bà con một tuần hấp một lần, tóc trung bình bà con một tuần hấp hai lần, tóc khỏe 3 tuần 4 tuần bà con hấp một lần nha. Giang chân thành cảm ơn bà con và các bạn đã nhín chút ít thời gian ra để xem video chia sẻ về hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất. Bà con và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm hãy liên lạc với Giang qua số điện thoại trên màn hình. Chân thành cảm ơn bà con và các bạn. Xin chúc bà con và các bạn vui vẻ, gia đình hạnh phúc, làm ăn được thuận lợi, đồng ngân được thăng tiến. Xin chào bà con và hẹn gặp lại.